Dạ vâng, ô tô Cũ Đoàn Nghệ xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe i20 sản xuất 2011, phiên bản là số tự động, máy 1.4, máy xăng, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ, mang biển kiểm soát 35A, biển Linh Bình các bác nhá, 00175, tư nhân một chủ sử dụng từ mới, sơn xi màu bạc, la răng đúc 4 bánh, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện nguyên bản giao xe. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, một chủ sử dụng từ đầu các bác nhá. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe i20 bản hatchback một đầu, máy 1.4, máy 1.4 thì rất là tiết kiệm nguyên liệu các bác nhá. 100 cây chất đan tầm độ khoảng 6 lít rưỡi đến 7 lít xăng trên 100 cây số. Cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe zin cả xe. Đấy, zin cả xe các bác nhá, lốp dẹp rất là đẹp. Thanh đĩa 4 bánh này, túi khí ABS đầy đủ. Chống trơn, chống trượt, chống bó cứng các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất các bác này. Đấy, nội thất này. Nội thất của xe rất là đẹp các bác nhá, sạch sẽ đẹp đẽ. Một mẫu xe i20 có năm sản xuất 2011. Đấy, bản phun cửa sổ trời, trần nỉ nguyên bản theo xe, tích hợp trên mô lăng, trang bị túi khí an toàn cho người lái. Đấy, một chủ sử dụng từ đầu các bác nhá, rất là đẹp. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, không phải làm bất cứ một cái gì các bác nhá. Hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày. Đấy, đồ đạc của thằng Hyundai thì rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt. Tất cả những cái khung cánh cửa này, đấy, không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Đấy, led căng led như là soli luôn. Phần keo chỉ của xe, keo chỉ zin, keo chỉ zin các bác nhá. Phần bậc lên xuống, phần hộp sàn ba bô lê, nét căng không hề mục mọt. Phần quả lốp đằng sau bên phụ, lốp dép này, cua lốp không hề mục mọt. Trang bị phanh đĩa 4 bánh, túi khí ABS chống trơn, chống trượt, chống bó cứng, đinh tán răng giật nguyên zin. Đinh tán răng giật nguyên bản các bác nhá. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Ốc ác bản nè chưa hề động đến ca lê mỏ lét. Phần cột kèo, cột kèo đinh tán các bác này, cột kèo đinh tán nguyên bản. Phần lóc xe cửa sổ trời, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2021, zin cả xe các bác nhá. Nội thất sạch sẽ đẹp đẽ, táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ. Keo chỉ zin. Đấy, keo chỉ zin có nhá, máy số zin. Khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt. Tích hợp xi nhan báo rẽ bên sườn. Phần vỏ lốp đằng trước bên phụ này, lốp dép của nó keo núi rất là dày.
Đó, keo mũi rất là dày, la răng đúc bốn bánh, sơn xi màu bạc các bác nhá. Hai cặp đèn pha, hai cặp đèn cầm của xe này rất là sáng bóng được nhau. Đấy, bản hatchback một đầu nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ, ok các bác nhá. Hàng nhập khẩu thì tốt, vỏ của nó rất là dày, đồ đạc của thằng Hyundai thì rất là dễ thay thế, không hay hỏng vặt. Đấy, Hyundai i20, đấy, dung tích xăng 1.4 nhập khẩu Ấn. Giá tiền bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng, sản xuất 2011 các bác nhá, tư nhân gia đình sử dụng, một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Đấy, phần nào cua lốp này, lốp dẹp rất là đẹp, keo mũi khá là dày luôn. Đây là phần táp ly của cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này. Đấy, phần khung cánh cửa keo chỉ, keo chỉ zin đều tóc tóc coi nhá. Phần khớp bản lề, chân phanh, chân ga, phần tem mác theo nhà máy sản xuất. Ốc bác bản lề chưa hề động đến ca lê mở led. Cột kèo đinh tán zin, zin nguyên bản các bác nhá. Cột kéo đinh tán zin nguyên bản, nội thất tươi mới sạch sẽ. Phần táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác này. Đấy, vẫn còn là gai sần rất là đẹp luôn các bác nhá. Keo chỉ zin. Phần đinh tán dàn giật nguyên zin. Phần quả lốp đằng sau bên lái con này, lốp dép của nó keo mũi rất là dày, la răng đúc bốn bánh, phanh đĩa bốn bánh, chống trơn, chống trượt, chống bó cứng. Phần cốp sau xe bản một đầu thì cốp của nó nhỏ gọn các bác nhá, nhỏ gọn thôi, nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu. Phần đinh tán dàn giật máng nước nguyên zin, tất cả ốc ác này chưa hề động đến ca lê mở lết. Keo chỉ zin đều tóc tóc các bác nhá. Đấy, keo chỉ zin mua về chỉ việc đổ xăng rồi sử dụng thôi. Cái đinh tán này qua xem nguyên đai nguyên kiện luôn. Phần tổng quan của lắp cốp này, tất cả các lỗ của nó này không hề có dấu hiệu mo méo các bác nhá. Đấy, tư nhân một chủ sử dụng từ mới luôn các bác nhá. Đây phần sàn xe này. Đấy, các bác xem sàn của nó này, không hề có dấu hiệu mục mọt chi. Đấy, lớp sô cua kích tròng đầy đủ luôn. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm xe này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhá. Đấy, ba bô lê còn nguyên bản các bác nhá. Đấy, ba bô lê hai bên này. Phải nói là một mẫu xe i20 đẹp xuất sắc luôn. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất này.
Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Đó là bô lăng kép các bác nhá. Bô lăng kép, bô lăng 4 chấu, tích hợp bàn phím trên bô lăng này. Đấy, sau đây em sẽ nổ máy lên này. Đấy, túi khí ABS đầy đủ các bác nhá. Đấy, máy đã nổ các bác nhá. Đấy, máy nổ rất là êm. Màn hình cam hành trình này. Đấy, hai màn hình các bác nhá. Đấy, con này là cam lùi này, con này là cam hành trình này. Đấy, đầu đài thì nguyên bản theo xe. Đấy, nguyên bản các bác nhá. Quạt số này, phanh tay này, điều hòa auto này. Đấy, điều hòa rất là mát luôn. Tích hợp bàn phím trên bô lăng này. Đấy, gương cụp xòe này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Chỉnh điện này. Đó, rất là ok. Phần kính lên xuống này, đấy, đặc biệt là chân nỉ của nó rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp các bác nhé. Phần cửa sổ trời này. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Đấy, một mẫu xe Hyundai i20 CV kép các bác nhé. Phần táp lô của xe này. Đấy, rất đẹp. Phần máy lỗ này, còi kêu này. Đấy, sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc i20 CV kép các bác nhá. Hyundai i20 CV kép. Đấy, hàng nhập khẩu các bác nhá. Máy zin luôn các bác nhá. Máy nổ rất là êm. Đấy, máy thì khô ráo sạch sẽ luôn này. Tất cả những cái đinh tán đang giật này. Đấy, đinh tán đang giật nguyên bản. Máy nổ rất là êm. Máy chất cầm chắc vô số ngọt, máy số ngọt. Mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Phải nói là xe rất là đẹp luôn. Đấy, máy nổ, còi kêu, bốn bánh quay đều. Máy khô ráo sạch sẽ các bác nhé. Đấy, máy đang nổ thôi này. Tất cả những cái đinh tán chằng chịt là sóc nguyên zin. Phần nào cũng chia ABS chống trơn chống trượt chống bong các bác nhé. Đấy, đặt cái sâu xuống dưới đây này, các bác xem. Phải nói là rất là đẹp luôn. Ốc nát vẫn còn sơn chấm 7 màu. Đinh tán đặt được. Phần nào tổng quan con máy này. Phong máy của xe các bác nhé. Phần lắp cabo coi này. Đấy, tất cả các lỗ của nó tròn, không hề có dấu hiệu ngon méo các bác nhé.
chính xác là giật ốc axit. Dạ vâng, ô tô cũ đoàn nghị với địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Y20C, Y20, đấy, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn các bác nhá. Đấy, máy 1.4 số tự động, tư nhân, một chủ sử dụng từ mới. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Y20 này hãy cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.